Xin chào, mình là Ben đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ben Channel. Mình đã từng làm một video nói về những khó khăn mà Garou sẽ phải gặp nếu như trở thành một anh hùng lớp S. Và trong số đó, mình có nói đến một trong những khó khăn lớn nhất mà Garou sẽ phải gặp, đó là bị các anh hùng khác lên án và không công nhận. Thậm chí là thợ săn anh hùng còn có thể sẽ bị công kích nặng nề bởi chính những anh hùng này. Và nguyên nhân tất nhiên là vì Garou đang trong giai đoạn trẻ trâu, đã ghi thù chuốc oán với hết anh hùng này tới anh hùng khác. Vậy thì nếu tính cả chuyện gốc lẫn bạch chuyện chính, thì các bạn có biết là những anh hùng nào đang có thù với Garou ở thời điểm hiện tại không? Nếu như có, hoặc các bạn cũng đang thắc mắc về những câu hỏi tương tự, thì hãy cùng mình đến với video ngày hôm nay nhé. Và cũng đừng quên là chỉ còn vài ngày nữa thôi là chúng ta sẽ được trở lại với những chap truyện mới của One Punch Man rồi. Chính vì thế mình đã giết thời gian trong thời điểm trước khi Garou có cơ hội chính thức trở thành một anh hùng. Thì hãy cùng mình đến với video này để xem thử những anh hùng nào đang có thù hằn với Garou sau phần hiệp hội quái vật. Lưu ý là trong danh sách này bao gồm cả chuyện gốc lẫn mạch chuyện chính đấy nhé. Blue Fire. Anh hùng đầu tiên mà mình muốn nhắc đến trong video này chính là Blue Fire. Và có lẽ anh cũng là nạn nhân nặng nhất trong số những anh hùng mà Garou đã từng gây thù chuốc oán trong danh sách này. Và anh có thể nói cũng là một trong số những anh hùng đầu tiên bị thợ săn anh hùng cho knock out. Là anh hùng hạng A lớp 6, chính vì thế mà có thể nói rằng sức mạnh của lửa màu xanh là cực kỳ uy tín và được sơn màu. Chính vì thế mà hội đồng điều hành hiệp hội anh hùng mới sắp xếp cho anh chàng cùng với một số anh hùng lớp A khác để tham gia vào việc bảo vệ cuộc họp quan trọng, chiêu mộ những thành phần bất hảo của xã hội tham gia vào hiệp hội anh hùng. Bởi lẽ hiệp hội anh hùng cũng đã nhận ra số lượng anh hùng trong hiệp hội đang dần không còn đủ để đáp ứng được nhu cầu của xã hội khi mà giờ đây số vụ quái vật tấn công các thành phố càng ngày càng nhiều. Và dĩ nhiên là Garou cũng có mặt trong cuộc họp này vì anh chàng cũng là một trong những thành phần bất hảo. Nhưng như các bạn biết đấy, Garou đã gây ra cuộc náo loạn kinh thiên động địa và cũng là bước ngoặt đánh dấu cho tên tuổi của thợ săn anh hùng vang danh. Garou đã hạ hết các anh hùng được sắp xếp bảo vệ cho cuộc họp, trong đó có Blue Fire, và cũng hạ luôn tất cả những ai tham gia vào cuộc họp. Blue Fire đã bị Garou nhẹ nhàng hạ gục chỉ bằng một đòn duy nhất, và chỉ trong vài giây, anh chàng đã bất tỉnh nhân sự. Mặc dù là trước đó thì Blue Fire cũng đã có cố gắng tấn công khi mà anh đã bắn ra một tia lửa màu xanh từ cánh tay của mình vào Garou. Thế nhưng cũng chính vì thế mà thợ săn anh hùng đã phát hiện ra cơ chế hoạt động để bắn ra lửa từ tay của Blue Fire. Và rồi sau đó thì Garou đã lấy luôn cánh tay của anh chàng và biến anh trở thành dương quá Nhật Bản. Mặc dù mất tay, nhưng anh chàng vẫn cho thấy mình có một sức chịu đựng hơn người khi vẫn có thể tỉnh táo sau khi bị xé toạc cánh tay cho đến khi bị Garou đánh gục hoàn toàn. Vậy là với mối thù lớn như vậy, với Garou thì chắc chắn anh chàng sẽ khó lòng mà tha thứ cho thợ săn anh hùng. Và tất nhiên thì anh sẽ là người đầu tiên đứng lên phản đối Garou rồi. Bi vàng, rim ép mùa xuân. Những người có mối thâm thù với Garou tiếp theo được nhắc đến không ai khác chính là bộ đôi bạn thân Bi vàng và rim ép mùa xuân. Mặc dù là có thể trong trận chiến vừa qua thì rim ép mùa xuân cũng đã gặp lại kẻ đã từng cũ hành mình. Thế nhưng, ông lại không đủ sức để hạ Garou mà chỉ có thể đứng nhìn thợ săn anh hùng sử dụng sức mạnh của mình, ao trình hết người này tới người khác. Chính vì thế mà có lẽ sự thù hằn trong rim ép mùa xuân sẽ càng lớn hơn nữa. Bộ đôi này trong một lần hẹn hò nhau đi uống bia đã bị Garou đón đầu để đánh bại. Nhờ có cuốn sổ tay anh hùng mà thợ săn anh hùng cũng đã biết được bộ đôi này rất hay đi cùng nhau đến một quán bia để hẹn hò tâm sự mặt trái người đàn ông. Garou sau khi dụ được Bi vàng đấu với mình trong một con hẻm thì anh chàng đã dễ dàng ao trình của Bi vàng. Dù cho bản thân cũng bị anh hùng lớp A này làm bị thương, thế nhưng bấy nhiêu đó cũng không nhầm nhò gì với Garou hết. Mặc dù trong lúc sắp bị đánh bại, Bi vàng đã được cứu bởi rim ép mùa xuân, thế nhưng anh hùng có phong cách địch lãm này cũng không khá khẩm hơn là bao khi bị Garou đấm cho vỡ mồm. Và kết quả là cậu vàng và lão hạt đều đi cả rồi ông giáo ạ. Có lẽ là sau khi bị hành như vậy thì hai anh hùng chắc chắn sẽ ôm theo mối thù của Garou. Bởi lẽ tự nhiên, đang yên đang lành thì bị thằng trẻ trâu tới đập cho một trận dở sống dở chết. Đã vậy, bản thân cả hai đều là những anh hùng rất nổi tiếng nữa, nên chắc chắn là không thể bỏ qua cho Garou một cách dễ dàng được rồi. Thế nhưng, theo cảm nhận của mình thì cả rim ép mùa xuân và Bi vàng sẽ dễ dàng tha thứ cho thợ săn anh hùng hơn những người khác. Bởi lẽ nhìn chung thì cả hai anh hùng này cũng khá là thân thiện và có vẻ như là không phải loại người giận lâu. Nên nếu như Garou rủ hai anh hùng này uống bia thì có lẽ mọi chuyện sẽ trở nên êm đẹp đấy. Death Gatling. Cũng là một trong số những anh hùng có thù rất lớn với Garou và nguyên nhân thì đến từ vụ việc anh chàng này ganh tị với các anh hùng lớp S. Nhưng tại sao lại thành ra thù hằn với Garou?
thì các bạn thử nghe qua câu chuyện về Dead Gatling. Ban đầu anh chàng hạng 8 lớp A này đã tỏ ra không hài lòng với cách đối xử của hiệp hội anh hùng khi mà họ đã tỏ ra thiên vị cho các anh hùng lớp S hơn những anh hùng lớp dưới. Mặc dù đúng là theo lời của Dead Gatling thì công trạng của các anh hùng đều như nhau và các lớp S thậm chí là còn đóng góp ít hơn các anh hùng lớp dưới. Nhưng hiệp hội anh hùng lại dành cho các anh hùng mạnh nhất hiệp hội quá nhiều sự đặc quyền và khiến cho những anh hùng lớp A bị cảm thấy khó chịu. Và sau sự kiện các lớp S liên tục thất bại và lại còn bị Garou đánh bại, thì Dead Gatling đã quyết định cùng với một vài anh hùng lớp A và lớp B tập hợp lại để truy tìm thợ săn anh hùng để bắt Garou về cho hiệp hội. Vừa lập công lớn khiến cho hiệp hội anh hùng phải công nhận và đối xử công bằng với các anh hùng lớp dưới. Hơn nữa, vừa để ngăn chặn Garou tiếp tục săn anh hùng. Vậy nhưng mọi thứ đã không dễ dàng như anh dự tính. Thợ săn anh hùng mặc dù là đang trong tình trạng bị thương nặng, nhưng nhóm anh hùng do chính anh chàng dẫn dắt vẫn không đủ sức để có thể đánh bại được Garou. Đã vậy còn bị đánh bại và nhận về cho mình cái kết ê chề, mặc dù là đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng. Chính vì điều này mà có thể là anh chàng này đã ghim Garou từ lần đó. Vì với thất bại này thì hiệp hội anh hùng ngày càng đánh giá thấp các anh hùng lớp dưới hơn nữa so với lớp S. Đã vậy bản thân Dead Gatling là người dẫn dắt mọi người trong sự việc vây bắt Garou. Chính vì thế mà nhiệm vụ thất bại còn ảnh hưởng đến sự uy tín của anh. Vì vậy mà chắc chắn là anh hùng này không thể nào thù hằn với kẻ đã khiến cho mình thất bại thảm hại được rồi. Mặt nạ mật. Khỏi phải nói thì có lẽ các bạn cũng biết rằng mặt nạ mật ghét Garou như thế nào rồi đúng không? Là anh hùng đề cao chủ nghĩa công lý tuyệt đối. Chính vì thế mà mặt nạ mật luôn xem quái vật là những sinh vật gớm ghiếc và cần phải bị loại bỏ khỏi thế giới. Dù cho quái vật đó có tốt hay xấu thì trong mắt mặt nạ mật chúng đều trở nên đáng chết. Sở dĩ có sự thù hằn lớn như vậy với các quái vật là vì chính bản thân mặt nạ mật cũng là một quái vật. Và anh chàng đẹp trai này cũng cực kỳ ghét bản thân mình và luôn cho rằng anh không phải là một hình mẫu hoàn hảo của một anh hùng. Bởi lẽ việc thân phận là một quái vật thì mặt nạ mật đã xác định từ đầu mình sẽ không bao giờ có thể trở thành một anh hùng lý tưởng được. Chính vì thế mà khi khởi đầu sự nghiệp anh hùng, anh chàng hot boy này phải đeo vào một chiếc mặt nạ để không ai có thể nhận ra mình là quái vật. Thế nhưng vào một ngày đẹp trời, bằng một cách thần kỳ nào đó, anh bỗng dưng sở hữu một gương mặt Hàn Quốc, đẹp trai, tóc vuốt kèo các kiểu, và rồi sau đó vụt sáng trở thành ngôi sao hạng A và là anh hùng được yêu thích nhất của hiệp hội anh hùng, thậm chí là còn trở thành gương mặt đại diện cho hiệp hội anh hùng nữa. Chính vì thế mà có thể thấy rằng mặt nạ mật ghét cay ghét đắng những quái vật, đặc biệt là những quái vật xấu xí. Và trong danh sách những kẻ mà mặt nạ mật cảm thấy đáng ghét tới mức thù hằn thì có thợ săn anh hùng Garou. Garou bản thân là một con người nhưng lại muốn được trở thành quái vật và lúc nào cũng tự nhận mình là một quái vật. Sau đó, với ý chí của mình, thợ săn anh hùng cũng đã thực sự trở thành quái vật. Và với một kẻ super ultra anti quái vật như mặt nạ mật thì không thể nào mà chấp nhận được việc thợ săn anh hùng lại trở thành anh hùng được. Trong khi đang có những người muốn được làm con người nhưng lại không được thì lại có một con người đang muốn làm quái vật. Chỉ mới nghe thôi thì chắc mặt nạ mật đã cảm thấy sôi máu lắm rồi. Đã vậy Garou còn tấn công hết anh hùng này đến anh hùng khác và còn thách thức cả lớp S nữa. Chính vì vậy mà mặt nạ mật đã ghét, nay càng ghét thêm. Và đỉnh điểm là khi Garou tuyên bố mình trở thành cái ác tuyệt đối và sẽ càng quét hết các anh hùng có mặt tại chiến trường. Chỉ cần đến đây thôi thì có lẽ đã chạm tới giới hạn của mặt nạ mật rồi. Chính vì thế mà khi Garou mất hết đi thần lực, mặt nạ mật là người đầu tiên lên tiếng và tuyên án tử đối với thợ săn anh hùng. Vậy nhưng, nhờ có sự bảo vệ của Taro và một vài anh hùng, trong đó có Kiên Đại Đế, Garou đã trốn thoát thành công và tránh được một án tử đang treo trên đầu mình. Với việc để cho Garou trốn thoát, thì mặt nạ mật đã rất tức giận và ghim thù với Garou. Chính vì thế mà chắc chắn sau này, anh hùng hạng 1 lớp A sẽ nhất định trở thành hội trưởng hội anti thợ săn anh hùng nếu biết tin Garou gia nhập vào hiệp hội anh hùng. Samurai Nguyên Tử. Thật ra thì đối với Samurai Nguyên Tử thì trong mạch truyện chính, có lẽ ông sẽ không có thù hằn gì với Garou hết, mà mối thù của ông với thợ săn anh hùng đến từ mạch truyện gốc của One Punch Man. Nếu như các bạn có đọc qua thì sẽ biết đến chi tiết này, đó là Garou sau khi hóa quỷ thành công và có được sức mạnh cực kỳ lớn thì thợ săn anh hùng đã lần lượt đánh bại các anh hùng có mặt trên chiến trường, trong đó có cả Kamikaze. Nhưng điều đáng nói ở đây là một vài anh hùng đã bị Garou đem ra làm trò cười, hay nói đúng hơn là đem ra nhục mạ một cách thậm tệ. Trong đó, Ian là người đáng thương nhất. Thợ săn anh hùng đã giày vò cơ thể của học trò Samurai Nguyên Tử trước mặt ông, dù cho lúc này vị kiếm sư đã cầu xin Garou đừng làm như vậy với học trò của mình. Thế nhưng thợ săn anh hùng lúc này đã không còn đủ lý trí để biết đâu là giới hạn nữa rồi. Chính vì thế mà Samurai Nguyên Tử càng cầu xin thì Garou lại càng thích thú hành hạ Ian. Cho đến khi Garou đã chán thì thợ săn anh hùng mới buông tha cho học trò của Samurai Nguyên Tử và sau đó đánh gục vị kiếm sư này.
Và với hành động man rợ của mình thì chắc chắn Geru đã gây ra một mối thù rất lớn với Samurai Nguyên Tử, vì vị kiếm sư này nổi tiếng với việc rất yêu thương học trò của mình. Và việc Garu đã làm chắc chắn với Kamikaze là một điều không thể chấp nhận được, bởi Ian lúc đó đã bất tỉnh hoàn toàn và không còn khả năng chiến đấu nữa. Nhưng Garu vẫn không buông tha, mặc cho lời cầu xin của ông. Và với một người có tính cách như Samurai Nguyên Tử thì chắc chắn là ông sẽ không bỏ qua cho Garu mà sẽ ôm lấy mối thù này để đợi ngày trả lại. Nhưng rất may là trong mạch truyện chính thì Samurai Nguyên Tử đã bị bất tỉnh sau khi tinh trùng bạch kim xuất hiện. Chính vì vậy mà xem như thờ săn anh hùng đã bớt đi một kẻ thù cho mình rồi. Tatsumaki. Và người cuối cùng chính là Tatsumaki, chị đại Loli. Cũng xuất phát từ mạch truyện gốc, sau khi thợ săn anh hùng có được sức mạnh của mình thì anh chàng đã đánh bại cả Tatsumaki và chống lại được sức mạnh tâm linh của cô nàng này. Chỉ với một cú lướt qua thì chị đại Loli đã bị đánh bại một cách dễ dàng bởi Garu, và việc đó nhanh tới mức không một ai có thể nhìn thấy Garu đã làm gì Tatsumaki. Ngoài ra thì còn có một vài anh hùng khác cũng bị tấn công, trong đó có Fubuki, em gái mà Tatsumaki một mực yêu thương. Chính vì thế mà chắc chắn là giữa Garu và Tatsumaki sẽ có một mối thù không hề nhỏ sau sự kiện hiệp hội quái vật. Nhưng có vẻ chị đại của chúng ta trong mạch truyện gốc không thù Garu bằng Psycot. Chính vì thế mà Tatsumaki mới tìm tới Psycot đầu tiên thay vì Garu. Có lẽ một phần cũng vì không biết tung tích của thợ săn anh hùng. Thế nhưng Psycot mới là người trực tiếp làm tổn thương Fubuki. Chính vì thế mà chị đại Loli mới thù cô ả linh lực ra hơn. Nhưng nói như thế thì không phải là chị đại bỏ qua cho Garu, mà chỉ là thợ săn anh hùng là nhân vật xếp sau, nên là chị sẽ xử lý sau thôi đấy nhé. Còn hiện tại thì có thể nói rằng giữa Tatsumaki và Garu chẳng có thù hằn gì trong mạch truyện chính cả, vì lúc mà Garu đến hiện trường thì Tatsumaki đã bất tỉnh từ hồi nào rồi. Vì thế mà rõ ràng là thêm một lần nữa Garu đã tránh thêm một kẻ thù rất mạnh, mà tốt nhất là anh chàng thợ săn anh hùng không nên đối đầu. Quả là may mắn cho Garu.